Chào, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách pha nước gạo lứt bằng cái máy pha cà phê này nha. Bình thường thì mình hay pha cà phê espresso bằng cái máy pha cà phê này. Và mình thấy trên mạng thì người ta có hướng dẫn là mình sẽ pha trà bằng cái máy pha cà phê. Thì hôm nay mình cũng ứng dụng cái việc đó, mình sẽ pha nước gạo lứt bằng cái máy pha cà phê này. Thì đầu tiên là mình chọn cái cup ha. Vì là mình pha cho mình uống thôi nên mình cũng sử dụng cái một cup, còn cái này là cái hai cup nè. Đó, cái này là cái hai cup ha. Thì tùy các bạn muốn xài cái nào cũng được, nhưng mà mình xài cái một cup để mình pha nước gạo lứt. Thứ hai là mình có sẵn cái gạo lứt để rang ha, nó nở ra rồi. Thì đây là mẹ mình rang gạo lứt rồi, mẹ mình để sẵn cho mình ở trong cái hũ này. Đó, khi nào mình uống thì mình sẽ nấu lên với lại nước sôi ha, mình thả vào trong nước rồi mình nấu lên thì mình sẽ uống. Nhưng mà hôm nay mình sẽ pha theo cái kiểu là mình pha nước gạo lứt bằng máy pha cà phê. Và tiếp theo thì mình sẽ bỏ gạo lứt vào trong cái cup này. Đó, cái một cup. Rồi, và mình bật chế độ làm nóng nước lên ha. Và mình sẽ mở sẵn một chút xíu để cho nó xả nước. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ làm giống như là pha espresso. Là mình sẽ để nó vào đây. Rồi, mình xoay ngang đó. Và lúc này thì mình sẽ chọn cái hai cúp nha. Đó, mình sẽ chọn cái hai cúp. Rồi mình bấm nút và mình chờ một chút xíu. Đó, các bạn thấy là nó sẽ ra lần đầu nha. Đó, nó sẽ thổi nhiệt độ và nước nóng ở cái áp suất cao qua cái tay nắm này và nó đi xuống, thì mình sẽ có một cái ly nước gạo lứt. Đó. Rồi, mình sẽ chờ cho nó hết hoàn toàn ha. Rồi, nước nó chảy hết rồi. Và đây chính là cái nước gạo lứt mình pha bằng cái máy pha cà phê ở Winsy. Và các bạn có thể thấy là cái màu nước nó đang rất là đẹp ha. Ở đây có thể là do cái lần đầu tiên thì mình pha thì nó chưa thực sự là ngấm hết qua cái nước gạo lứt, nên là nếu như bình thường mình nấu bằng cái nồi nấu nước ở nhà thì nó sẽ đen hơn. Nhưng mà ở đây thì màu nó hơi nhạt ha. Thì mình có thể là mình bấm thêm một lần nữa đi. Mình chọn lần này là một cup nha. Đó, thì mình đã bấm thêm một lần nữa để cho nó ra thêm một lần nước nữa. Và lúc này mình ngửi thấy cái mùi nước, mình ngửi thấy nó rất là thơm nha. Mình sẽ mở ra cho các bạn xem ha. Đó, mình sẽ mở cái bảng này ra cho các bạn xem. Đó, thì mình có thể thấy nè. Đó, gạo ở đây nó đã nóng qua cái nhiệt độ và áp suất thì nó đã nở ra rồi ha. Đó, nó nở ra so với ban đầu, nó rất là mềm ha. Đó, mình sờ nó rất là mềm. Đó, thì đây chính là cái cách pha nước gạo lứt bằng máy pha cà phê mà mình ứng dụng dựa trên cái việc pha trà bằng máy pha cà phê mà cái clip trên YouTube nó đã hướng dẫn. Rồi, nếu các bạn có thể có cái ứng dụng gì hay hoặc là có cái phương pháp gì hay hơn nữa thì các bạn có thể chỉ cho mình để mình có thể làm các loại nước tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.